Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng hướng tới ngày 22 tháng 12, Winwin Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một món quà rất là đặc biệt. Một nhân vật của chúng ta, tôi tin rằng một huyền thoại mà trong chúng ta rất ít người không biết đến, đó chính là ông Nguyễn Văn Tàu, anh hùng lực lượng vũ trang, và chúng ta thì thường biết đến dưới một cái tên khác, đó chính là chú Tư Cang. Con chào chú ạ. Dạ. Chúng con thì biết tên tuổi của chú rất là nhiều và cũng nghe nhiều câu chuyện của chú gắn liền với một nhà tình báo lỗi lạc của Việt Nam, đó chính là ông Phạm Xuân Ẩn. Và câu chuyện hôm nay mà con muốn chú chia sẻ tới với các thế hệ sau này thì nó là một cái câu chuyện mà con nghĩ rằng là cũng không có nhiều lắm người biết đến. Vâng, trên mạng thì chỉ là một vài dòng sơ sài thôi. Con muốn chú giới thiệu đến với khán giả của Winwin Việt Nam cuộc đời hoạt động cách mạng của chú. Vâng, có một điều con rất là thắc mắc trong này. Người ta vẫn nói là cái ngày mà cái thời Mỹ già nhiều tuổi như chú, có khi là từ thời Pháp cơ. Vâng. Thì là họ rất là nhiều tiền. Nhưng mà con gặp nhiều người tầm tuổi như chú thì con rất thắc mắc là tại sao là các chú lại chọn một cái con đường gian nan khổ hạnh, chính là con đường cách mạng. Vâng. Và kiên định với nó, trung thành với nó từ đó cho đến tận lúc thành công. Mà ngay khi ấy cũng đã xác định rằng là 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Vâng. Thì con cũng không hiểu là cái ý chí ở đâu, niềm tin ở đâu mà các chú tin tưởng được như vậy. Và hôm nay thì con muốn được nghe câu chuyện của chú do chính chú kể lại. Con xin mời ạ. Tôi là sinh trưởng ở cái làng Long Phước, xã Long Phước. Xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ nhỏ thì tôi học ở trường làng, rồi từ trường làng đi ra trường tỉnh 7 cây số, thì nói chung thường là chạy bộ thôi, thời đó không có xe đạp, không có gì. Cái sáng thứ hai chạy đi, rồi chiều thứ bảy chạy về. Nhờ học giỏi rồi Pháp nó cho một cái học bổng mỗi tháng 5 đồng, rồi ăn cơm ở nhà người ta, mỗi tháng đã lên đã lấy 5 đồng. Nói chung là ra khỏi nhà đó, vì nhà nghèo nên đã được học bổng, học được đó. Rồi từ cái trường tỉnh đó học 3 năm ở trường tỉnh, rồi mới lên trên trường Petruski của Sài Gòn đây, mà cũng nhờ thi đậu cao học bổng nữa. Nó cho học bổng 6 năm về tiếng Pháp, tiếng Anh. Năm đó tôi nhớ là cả cái vùng miền Đông này chỉ có cái trường Bí Thư Ký thôi. Đó là trường trung học cơ sở duy nhất cái hồi Pháp mà nó chính sách ngu dân của nó. Nghĩa là cả cái bây giờ mỗi một xã người ta có trường trung học cơ sở, nhưng hồi đó cả một vùng chỉ có một trường đó thôi. Vùng miền Đông này nè. Là nó thi cũng gần 600 người, là tôi đậu được hẳn 7. Thế cơ? Dạ. Thành ra nó chọn 30 người học bổng. Và cho học chủ yếu là ngôn ngữ, văn học của Pháp rồi này kia. Thành ra hồi đó đúng là giỏi tiếng Pháp. Giỏi tiếng Pháp và một tuần là có 4 tiếng tiếng Anh. Thành ra tiếng Pháp, tiếng Anh được. Từ đó mà sau này mới là vô cái ngành tình báo đó. Thế à? Chứ thời đó là ít người biết ngoại ngữ lắm. Cả làng, có khi cả tỉnh mới có một cái người giỏi về ngoại ngữ. Hồi đó như vậy. Thành ra khi mà nó cho học bổng 6 năm, từ năm thứ nhất, năm thứ 6, nhưng mà học mới có 4 năm. Thì đồng minh quấn với Nhật ở tại Sài Gòn thả bom này kia, thành ra Nhật á, nó mới lấy cái trường đi, lấy cái trường nó đóng quân. Lấy trường Bê Tư Ký, bây giờ là trường Lê Hồng Phong đó. Lấy nó đóng quân,
Rồi mình qua cái trường Norman, tức là bây giờ là trường giữa, trường Toản, trường Trưng Dương gì gần Sở Thú đó. Nhưng mà rồi nó lại lấy cái trường đó nó đóng quân nữa. Rồi trường dời qua trường Gia Long, tức là trường Nguyễn Thị Minh Khai nữ bây giờ đó. Nữ ở đằng trước, nữ ở đằng sau, nam ở đằng trước, chia ra mà ở mà học. Rồi Nhật nó cũng chiếm luôn cái trường đó nữa, bởi vì Nhật nó yêu cầu đóng quân để nó quánh lại với đồng minh đó. Dạ. Thành ra trường nó dời về Mỹ Tho. Dời về Mỹ Tho thì xa quá, cái chi phí để đi đó không có. Rồi mình về làng, vô Thanh Niên Tiền Phong, vô vào tháng 4 45 vô Thanh Niên Tiền Phong. Vô Thanh Niên Tiền Phong thì họ thấy mình con người cũng lên lẹ rồi, cũng biết tiếng này kia. Thành ra trong cái đội du kích Quang Trung á, người ta tuyển mình làm nghĩa là công khai tình báo cho cái đội du kích. Thành ra làm tình báo từ lúc là đội du kích kia. Đội du kích sau này đó là đội du kích đó là được quân khu 7 lấy cái ngày mà đầu tiên nó quánh thắng trận ở nghĩa là một cái trận ở trên đường số 2. Thành ra cái ngày đó là ngày truyền thống của lực lượng võ trang tỉnh, 9/3/46 là truyền thống của lực lượng võ trang tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn bây giờ đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ đó. Thì thành ra tôi vô cái đội du kích nhưng mà lại làm công tác tình báo, đi thu tiền các cái nhà rồi giúp cho đội du kích, rồi chỉ những cái chỗ sơ hở để đánh. Thì thành ra rồi năm 47 đó là vô chiến khu, vô chiến khu làm tình báo luôn cho chi đội 16, tình báo của chi đội 16, rồi tình báo của tỉnh đội Bà Rịa, làm tới phó chỉ huy quân báo tỉnh năm đó 23-24 tuổi. 22 tuổi thì vô đảng cộng sản. Dạ. Bây giờ là 92 tuổi thì thành lãnh cái huy hiệu 70 năm tuổi đảng á. Dạ. Vô đảng năm 22 tuổi. Dạ. Năm đó 1950. Dạ. Thì thành ra suốt cuộc đời là làm tình báo cho quân đội, từ tình báo của đội du kích, rồi tình báo của chi đội vũ lực, rồi tình báo của tỉnh đội Bà Rịa, làm phó ban, phó chủ ban quân báo. Rồi từ cái đó đó tới khi mà 1954 thì mình quánh thắng Điện Biên rồi, thì ở trên nó mới cử tôi vô thành để vẽ cái cầu chữ Y, cái trụ sở của Bỉ Diễn là lãnh tụ của Bình Xuyên, để mà anh em dưới này lên đánh. Rồi cử đi vô thành giả làm học sinh vô để mà vẽ cái khu vực cầu chữ Y đó, chỗ trụ sở tổng hành dinh của Bỉ Diễn. Rồi đi về Cần Giờ cũng là cải trang đi vẽ được cho bộ đội đánh. Đó là nhiệm vụ của tình báo lúc đó. Rồi thành ra ký hiệp định Geneva. Ký hiệp định Geneva thì lực lượng võ trang phải đi ra Bắc, thì tôi chấp hành đó, cùng anh em đi ra Bắc. Và lúc đó tôi là người biết tiếng Pháp giỏi, thành ra được cử làm đại diện để tiếp xúc với mấy thằng sĩ quan thuyền trưởng của Pháp á. Bởi vì mình không có phương tiện, thành ra tất cả phương tiện di chuyển á, từ xe ô tô vận tải chở từ chiến khu ra rồi này kia đó là do Pháp. Thì tôi được cử là vô cái đồn của Pháp á, cái thương lượng với nó, đồn Lý Nhơn ở rừng sát. Thì lúc đó tôi là phó chỉ huy quân báo tỉnh, đồng thời là tổ trưởng tình báo của cái ba huyện Cần Đước, Cần Duộc, Nhà Bè. Anh ra trên cử tôi ra cái đồn Lý Nhân để mà thương lượng với Pháp. Pháp nó hỏi chứ trong chiến khu rừng sát anh là bao nhiêu quân.
tôi nói 400. Thì nó cho mấy cái ghe bầu lớn đó, thế mình chở ra rồi đi về tập kết ở Xuyên Mộc. 400 đó là do Pháp nó chở dòng mũi mũi Vũng Tàu đó, chở về Xuyên Mộc. Giờ đó gọi là đơn vị tập kết sớm nhất là 80 ngày. 80 ngày phải ra Bắc. Thì thành ra rồi ở đó rồi nó chở lên bến, rồi nó đưa ra biển đi tàu lớn ra Thanh Hóa. Tập kết ở Thanh Hóa. Đó là sau ngưng bắn theo Hiệp định Geneva, sau 80 ngày thì chúng tôi phải ra Thanh Hóa. Thì trên thuyền đó, trên tàu của Pháp đó, tôi cũng làm đại diện cho anh em để mà tiếp xúc với Pháp. Tại vì thì tiếng Pháp hồi đó là học 4-5 năm với Pháp, mà hồi đó ngoại ngữ chỉ có tiếng Pháp thôi, học từ nhỏ tới lớn thành ra giỏi tiếng Pháp. Trên tàu thì nó cũng có hỏi nhiều câu, mình cũng nghĩ là thích cười, nó hỏi tại sao mà Pháp đào tạo anh giỏi vậy mà anh lại đi chống Pháp. Tôi nói thì cũng như các anh, cái hồi mà quân xâm lược nó vô nước Pháp thì cũng có những người nổi dậy chống Pháp nữa. Thời của Randa chống xâm lược Anh, rồi cái thời của sau này khi mà Đức nó xâm lược, nó chiếm nước các anh thì cũng có những du kích Pháp, thì tụi tôi cũng vậy đâu. Rồi nó hỏi các anh đi tính 2 năm về nhưng mà có thể về hay không? Tao nói các anh hỏi vậy thì cũng như các anh muốn trả lời rồi đó. Là khó, thấy không? Nhưng mà tụi tôi là không về bằng hiệp nghị, như quy định là 5-6 tổng tuyển cử. Tụi tôi không về bằng hiệp nghị thì tụi tôi về bằng súng đạn. Dứt khoát về thì phải về. Khi trên tàu, trên thuyền của Pháp, thằng thuyền trưởng bữa chót đó nó kêu lên nó uống sâm ban nó đãi rồi cũng trói có mấy câu mình nhớ vậy đó. Rồi tập kết ra Bắc Thanh Hóa. Thanh Hóa thì người ta quy định tôi là cấp trung đội bậc trưởng. Hồi đó không có thượng sĩ quý đồ gì đâu, kêu bằng bực không à. Trung đội bậc trưởng phụ trách đại đội khó. Ví dụ đây là cấp bậc chức vụ. Mãi tới năm 57 thì mới toàn quân mới có cấp bậc. Chứ tới lúc đó thì chỉ có mấy người có cấp bậc do Bác Hồ phong đó, đại tướng. Với lại Trung tướng Nguyễn Bình với Thiếu tướng Nguyễn Sơn có mấy người đó. Còn bao nhiêu là trung đội bậc trưởng phụ trách đại phó, hay là đệ đội bậc phó phụ trách chính trị viên đại đội. Đó, ý nó vậy. Tới năm 1957 thì mới toàn quân mới có là quân hàm. Thì lúc đó tôi chính trị viên đại đội thì được phong là thượng quý. Thành ra cái quân hàm đầu tiên mình đeo là thượng quý. Thượng quý năm 57. Rồi ra đó thì rèn luyện, bởi vì mình biết thế nào cũng trở về Nam quánh Mỹ nữa. Đó thì tôi biết thế nào là cũng về Nam đánh Mỹ, mà mình đã làm tình báo rồi, thế nào người ta cũng kêu làm tình báo nữa. Thành ra mấy năm ở ngoài Bắc đó, tôi tập các kỹ năng của người tình báo. Tức là tập bắn súng súng ngắn. Tôi sau đó thành xạ thủ của sư đoàn, xạ thủ có hạn của sư đoàn, đi bắn với lại các kiện tướng ngoài Bắc như Trần Minh, Trần Quanh, Hồ Xuân Kỷ rồi đó. Cứ hễ có bắn thi quân khu thì tôi được cử đi, mà thường thường là có hạn không. Mấy cái tay kiện tướng hồi trước mà mình biết đó. Trần Minh, Trần Quanh, Hồ Xuân Kỷ. Đó thì rồi tập chụp hình, mua cái máy của Đức để chụp hình, rồi tập rửa hình, in ảnh rồi. Thành ra rồi tập viết văn.
đủ thứ đó. Dạ. Tập để mà rồi tập lái xe ô tô tự tập. Dạ. Tự tập bởi vì mình biết thế nào cũng. Bởi vì tôi lúc đó là chính trị viên của đại đội thông tin của sư đoàn 338. Chính trị viên đại đội thông tin của sư đoàn 338 thì ở trong cái đại đội thông tin nó có ô tô, nó có mô tô. Thì thành ra lấy đó tập. Đó. Thành ra tập tôi biết trước là thế nào cũng về làm tình báo nữa, thành tập mấy cái kỹ năng của người hoạt động tình báo ở trong thành. Thứ nhất là bắn súng ngắn hai tay thì giờ loại giỏi. Bắn hai tay ạ? Bắn cả bị chặt tới tay này giỏi rồi khi bắn tay với người ta rồi, nhưng mà mình nghĩ là vô thành nếu nó bắn rễ tay này còn tay này để làm chi. Thành ra phải bắn tập qua tay này rồi rồi cũng giỏi. Thành ra anh em đều biết mình là xạ thủ hai tay. Rồi tập lái về ô tô mô tô, tập chụp ảnh gửi ảnh, tập viết văn với rồi thủ. Để cho đó tới cái ngày tháng 5 61, tức là tháng 12 60 trong này thành lập mặt trận dân tộc giải phóng. Có nghị quyết 15. Nghị quyết 15 của Trung ương là kết hợp võ trang. Rồi thành lập mặt trận dân tộc giải phóng 20/12/60. Thì tháng 5 61 đó, tập trung đi về Nam. Thành ra ở ngoài Bắc 7 năm. Từ 54 cho tới 61. Năm đó thì cấp trên không là đại quý. Thằng đại quý tháng 5 61. Tức là vượt cấp ấy. 57 là thượng quý. Thượng quý là 557. Thì lên đại quý tháng 61 thì cũng sau đó mấy năm nữa. Thấy không? Sau 4 năm. Phong đại quý tập trung ở ngã tư sở để mà lên xe đi về. Thì tháng 5 61 tập trung rồi chuẩn bị sáng lên xe. Chiều đó đó tổng cục tình báo ở ngoài Hà Nội ta mới soát hồ sơ sao đó, mới là cho một cái xe rép vô tại ngã tư sở đó để tìm ông hầu đó tôi tên Trần Văn Quang. Trần Văn Quang ạ. Quang, Trần Văn Quang. Cả cái cuộc đi kháng chiến chống Pháp á, cho tới tập kết là Trần Văn Quang. Bị gì vô tình báo người ta biểu đổi tên á. Tên mình ở nhà là Nguyễn Văn Tàu thì phải đổi thành Trần Văn Quang suốt cuộc kháng chiến chống Pháp. Rồi suốt ở ngoài Bắc luôn. Tới chừng mà chiều đó đó, đáng lý khuya đi rồi. Chiều đó tổng cục 2 vô kiểm, tôi trốn không được. Thế còn nghe nói đi về Nam là rạo rực dữ lắm. Tính nghĩa là khuya là đi là sướng. Thế rồi bắt về Hà Nội học 6 tháng. Học 6 tháng về tình báo. Từ tháng 5 mà học tới tháng 12. Thành ra đi vào đoàn thứ 2. Đoàn kêu bằng đoàn đi tháng 5 kêu bằng Phương Đông 1, đoàn tôi đi kêu bằng Phương Đông 2. Thì đi vào 22 tháng 12 năm 61, đúng rồi, 22 tháng 12 năm 61. Và đúng cái đêm mà cuối năm 61 đó mình vượt qua sông Bến Hải trên nguồn. Mình nhớ những cái chặng đường vậy đó. Đi trên nguồn lòn trên đó, sông Bến Hải thì nó chảy xuống dưới này nó rộng nhưng mà trên nguồn nó hẹp. Nhưng mà sâu hổm lắm. Thôi thì thành ra học 6 tháng tình báo. Tình báo thì hồi đó học tình báo của Liên Xô. Dạng. Thì cũng có một số nguyên tắc bầu dưỡng thêm cho mình để sau này mình làm, nhất là nó dễ về nguyên tắc bí mật ngăn cách rồi này kia trong thành áp dụng được cái đó. Còn một số thì tất nhiên mình là chiến tranh nhân dân, còn ta là tình báo của đối với cái những nước tư bản, còn mình là tình báo nhân dân, nó khác chỗ đó. Chứ thành ra mình học thì lấy một số
cũng nguyên tắc kinh nghiệm của người ta, nhưng mà về vận dụng là tình báo mình là tình báo nhân dân và tình báo dưới sự lãnh đạo của đảng nó hơi khác một chút. Về sau này là mình thấy là phải vận dụng khác một chút, nhưng mà những cái nguyên tắc chính của anh ta thì đúng là tiếp thu rồi nó cũng làm cái vốn cho mình để hoạt động. Thành ra năm 61 Việt Nam đi trường thân đó là 100 ngày, năm đó là đường còn là đường mòn trên Trường Sơn, đi có khi qua đường người đằng sau phải cầm cái chà lá quét cái dấu, đi trên cao lắm. Cứ sáng là vượt lên trên cao rồi nghỉ lên, rồi chiều xuống cái suối nấu cơm ăn, rồi sáng lên, nghĩa là không có một cái trăm thước đường bằng để mà nghĩa là như cho nó khoái cái chân vô, cứ leo lên rồi tuột xuống, leo lên tuột xuống. 100 ngày thì tới chiến khu D Biên Hòa. 100 ngày thì tới được Biên Hòa. Thì cái xe từ ngã tư sở nó đưa mình tới gần giới Tiến, còn cách ba cái số nữa tới giới Tiến. Thì từ đó mình mới vượt qua cái giới Tiến đó, vượt qua giới Tiến đó vào đêm 31 tháng 12. Mình còn nhớ cái mốc thời gian vậy. 31 tháng 12 61, vô trong này tới tháng 3 62, tháng 4 62, đầu tháng 4. Thì từ đầu tháng 4 đó thì ở trên phân công mình là vô cái nhiệm vụ tình báo đầu tháng 4. Thì cái anh mà phụ trách Phạm Xuân Ẩn ở trong này đó thì anh tên anh Nguyễn Nho Quý, tự là Mười Nho. Thì ảnh là người Quảng Nam, của trước của tỉnh Quy Nhơn Quảng Nam. Thì ảnh bị bệnh ngoài da nặng lắm, phải đi ra Bắc trị. Thì ở trên nó giao cái cụm đó lại cho mình, lúc đó kêu một cụm B-10 chưa phải H-63. Kêu nó vậy. Từ sau này nó đổi nhiều lần lắm, B-10 đầu tiên rồi tới S-11 rồi tới A-18 rồi mới sau này mới thành đổi H-63. Thì tôi lãnh nhiệm vụ từ tháng 5 1962. Tháng 5 1962 làm cụm trưởng cụm đó. Tại tôi ở tại chiến khu Bờ Lờ thuộc huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, đầu tiên là vô đó và lĩnh nhiệm vụ là ở tại đó. Thì cấp trên là lúc đó là ông Trần Văn Danh. Trần Danh người cũng học tình báo ngoài Bắc, học mấy năm, năng vô phụ trách ở trên R, tức là trên Trung ương. Kêu mình lên để phân công, mình xuống cụm ở cái vùng gian, tức là Bờ Lờ, Trảng Bàng. Rồi sau đó mình thấy Bờ Lờ cũng hơi xa Sài Gòn, thì tôi mới dời cái cụm xuống Phú Hòa Đông, cái xã Phú Hòa Đông của Củ Chi. Trước là ở huyện Trảng Bàng, bây giờ xuống huyện Củ Chi. Nó có cái thành lập cái cụm, bây giờ tôi đứng đó. Giao ở trên này cho một cái đồng chí phó, đồng chí sau này thành lập cái cụm gọi là tôi là A-18, ở trên này là A-20. Mấy cái cụm đầu tiên đó. Sau này thì cụm này cũng được tuyên dương anh hùng, cụm H-63. Cụm này là sau đổi tên thành H-67, cũng được tuyên dương anh hùng. Chỗ này nó quánh giặc giỏi lắm. Mỹ vô là có khi nó tiểu đội mà nó quánh cả trăm thằng Mỹ chết. Trăm Mỹ vô càng ở Bờ Lờ. Thành cái chiến khu Bờ Lờ hồi đó bây giờ trống rồi, thành nông trường rồi, chứ hồi đó là cây rồi cao lắm. Dù Mỹ nó thả quá chất và tàn phá hết. Còn tôi về cái vùng dân ở dưới Phú Hòa Đông. Phú Hòa Đông là gần Sài Gòn hơn chút. Thành ra tôi làm cụm trưởng, còn cụm trưởng tức là có một cái đơn vị võ trang ở tại căn cứ, có máy vô tuyến điện, nha.
Đó là một cái bộ phận võ trang thường là từng 8 đến 10 người. Rồi một cái bộ phận gọi là giao thông mà hợp pháp đi về Sài Gòn là ở ngoài ấp chiến lược, chị em đó, phụ nữ đó nó có giấy, rồi mình giáo dục cho nó cái nguyên tắc bí mật ngăn cách gì đó, rồi giao cho nó nhiệm vụ làm giao thông. Đó là một đơn vị võ trang ở căn cứ Lõm, rồi một cái bộ phận giao thông ở ngoài ấp chiến lược hợp pháp với giặc, rồi những cái điệp viên ở trong thành Sài Gòn. Thành ra tôi là phụ trách ba nơi vậy đó. Và thường xuyên cứ phải đi vậy, may sao suốt cái thời gian không có bị bắt, chứ còn đúng là nguy hiểm. Cái cán bộ mà điệp báo ở trong thành đó thì Phạm Xuân Ẩn, sau này thêm mấy cô Nguyễn Thị Yên Thảo, rồi thêm cái anh Hoàng Nam Sơn là quản lý cái khách sạn An Bách Si, bây giờ kêu khách sạn Bến Nghé gì đó. Còn chị Yên Thảo thì làm thơ ký cho thằng thiếu tá tình báo của Hải quân ở trong, nó làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, mà nó là thiếu tá tình báo. Thành ra tổ là làm phiên dịch cho nó với lại làm thơ ký cho nó, lấy những cái tài liệu Hải quân đưa về cho mình đó. Còn Phạm Xuân Ẩn thì lấy những tài liệu mật người của đó, nhà báo mà đưa về cho mình, thì tôi là lấy rồi những cái tài liệu bằng tiếng Mỹ tôi phải dịch ra tiếng Việt hết rồi đưa về cho Trung ương. Rồi cái gì mà gấp ấy, như là tin nó khẩn cấp nó đánh vô căn cứ Trung ương cột, hay là những cái tin khẩn cấp thì có cái vô tiếng điện ở đây nè, đánh về trên. Còn cái tin tài liệu thì chuyển bằng đường dây võ trang, chạy bằng xe đạp về chắc, xe đạp như ấy. Thành ra cái bộ phận cái chỗ rừng này là chấp nhận hy sinh nhiều nè. Hy sinh nhiều là vì anh phải vô ấp chiến lược lấy tài liệu, hay là anh chuyển công nhân chỉ thị cho chị em đem xuống. Thì như vậy là cái bộ phận này trước sau là 45 người hy sinh, hết 27. Nghe là bị miền Quê Mo nó đánh. Miền Lê Mo là loại miền định hướng đó. Nó ở trong ấp chiến lược nó sử dụng cái đó dữ lắm. Thì nó vô đụng nó chết vì miền nhiều hơn. Hy sinh 27 mà bị thương tới 13. Trước sau thì 45 mà bị thương vong hết 40 đó, hy sinh hết 27, bị thương 13. Tôi cũng bị thương, tôi còn thương binh hạng 2/4, thương binh hạng 2 tức là mất hết 61%. Bị bụng. Cũng trường được. Hợp bị thương của chú thì là như nào? Cái trường hợp bị thương của chú, chú bị thương trong trường hợp nào? Bị pháo. Bị mày. Pháo nó bắn dữ lắm. Pháo tụi khi mà năm 65 Mỹ nó vô đó. 65 Mỹ nó vô thì bởi vì cái mình quánh là năm 64 mình quánh cái bình giả, mình tiêu diệt cỡ tiểu đoàn rồi, những cái đơn vị về Bắc về năm 61, 62 đó. Mình đã xây dựng thành mấy trung đoàn, mấy trung đoàn chủ lực, và cái trận đầu tiên mà lớn là quánh ở Bình Giã, Bà Rịa Vũng Tàu cuối 64 thì tiêu diệt tiểu đoàn của Mỹ. Thành ra Mỹ nó thấy có thể thua, và mình cũng tính là 65 là mình dứt điểm rồi, thấy không? Nhưng mà rồi là Mỹ 65 nó vô. 65 nó vô thì nó đóng tại Đồng Du một sư đoàn. Sư đoàn đó chuyên trách cái phá địa đạo Củ Chi, quánh dùng Củ Chi chẳng bàn, kêu một sư đoàn 25 bộ binh Mỹ. Mà nó mệnh danh là sư đoàn tia chớp nhiệt đới. Thì đóng tại Đồng Du Củ Chi để nó ấy, mà tụi mình là phải đương đầu với cái sư đoàn đó. Nó càng quét dữ lắm,
thả chất hóa học rồi nó cho cái đậu chuột cống luồn dưới địa đạo đi theo mình. Mà cái đơn vị tôi là cái đơn vị đầu tiên quánh chết Mỹ trong địa đạo. Bởi vì bữa đó nó vô nó càn quét ha. Đơn vị mình là lúc đó đóng tại ấp Bến Đình. Ấp Bến Đình, xã Nhận Đức, huyện Củ Chi. À, ấp Bến Đình bây giờ nó còn cái chỗ đó thiên hạ tham quan Bến Đình đó. À, thì lúc đó đóng ở Bến Đình thì nó càng vô, càng vô nó xe tăng nó ủi, nó thấy mấy cái miệng địa đạo rồi nó mới điện về cái đồng dù kêu mấy thằng gọi là tên nên ra, tức là tổ chuột cống.